Hôm bữa con có quay lên cái đoạn video á, cháu nó bán rau này rồi con mua ủng hộ ốc bu vàng với đọt nhãn lồng nè. Rồi về rồi con coi lại bình luận á, sao mà con thấy quý vị khán giả nói là mình đàn ông là ăn ốc bu vàng chung với đọt nhãn lồng không được ta? Ăn bình thường. Cô có nghe nói vụ đó chưa? Ăn hoài, ăn chồng ăn hoài thôi. Mà cô có nghe bà con người ta nói vụ đó chưa? Không nghe. Ít nghe lắm nha. Sao mà sao con đăng lên cái bà con người ta nói là đọt nhãn lồng với ốc bu vàng mà mình ăn chung là đàn ông là không được. Đàn ông ăn là mất tiêu luôn đó. Không. Bà chú nhà có ăn không? Có. Có luôn hả? Có luôn. Vàng ơi, hôm bữa quý vị nhỉ? À, sau khi mà Ngôn mua rau đọt nhãn lồng này với ốc bu vàng á, ủng hộ cô bé bán rau nè. Tuy nhiên sau khi mà đăng video lên thì có rất là nhiều quý vị khán giả luôn. Nói Ngôn á là đừng có dùng đọt nhãn lồng chung với ốc bu vàng. Mình là nam á, không nên. Nhưng mà cô nói là chồng cô với người nhà cô cũng dùng bình thường. Thiệt không cô? Thiệt. Là lâu chưa? Ăn lâu chưa? Mới ăn hôm qua nè, lâu gì? Mới hôm qua nữa hả? Ừ. Cái này là đâu có sao đâu quý vị nhỉ? Rồi Ngọc, con cho chú hỏi thăm nè, rồi con bán đọt nhãn lồng với ốc bu vàng có ai mà hỏi con vụ này chưa? Chưa. Chưa hả? Vậy là ở đây không có quý vị khán giả, thì ở đây là bà con dùng bình thường à. Hàng ơi. Rồi chú chào Ngọc nha. Con chào chú. Con chào quý cô Hương mấy cô nha. Dạ. Cô cho con hỏi thăm nè. Cô là hay ủng hộ cháu lắm hả chị? Mua ốc mua rau nó hoài. Chàng ơi chàng. Hôm bữa con có quay lên cái đoạn video á, cháu nó bán rau này rồi con mua ủng hộ ốc bu vàng với đọt nhãn lồng nè. Rồi về rồi con coi lại bình luận á, sao mà con thấy quý vị khán giả nói là mình đàn ông là ăn ốc bu vàng chung với đọt nhãn lồng không được ta? Ăn bình thường. Cô có nghe nói vụ đó chưa? Ăn hoài, ăn chồng ăn hoài thôi. Mà cô có nghe bà con người ta nói vụ đó chưa? Không nghe. Ít nghe lắm nha. Sao mà sao con đăng lên cái bà con người ta nói là đọt nhãn lồng với ốc bu vàng mà mình ăn chung là đàn ông là không được. Đàn ông ăn là mất tiêu luôn đó. Không. Bà chú nhà có ăn không? Có. Có luôn hả? Có luôn. Chàng ơi chàng. Thôi cô hỏi trả tiền đi, để bữa nay gặp con rồi thôi con bao cho. Chàng ơi chàng, là cái này là cô mua nhiêu vậy? Nửa ký. Nửa ký hả? Rồi cái này chưa căng hả? Chưa. Ủa sao bữa nay thấy có vàng vàng vậy không? Nó không có được tốt chứ. Nay không được tươi ha. Nó có đỏ đỏ này. Rồi rồi còn ốc bu vàng này cô mua không? Bữa nay con mua. Con ăn luôn nè. Cô mua luôn hả? Không mua, tôi để lại cho. Dạ. Thôi cô dừng đi. Sao con thấy bình luận ngẫu quá ta? Có gì đâu, ăn bình thường. Chàng ơi con cũng không biết nữa, con về con cũng làm, con làm luôn rồi. Ổng ăn hoài với con thằng trai nhỏ nhà. Cũng làm luôn hả? Luôn. Chàng ơi chàng. Có gì đâu, mặt lộn hả? Ừ. Là tổng cộng là của mấy cô luôn là nhiêu tiền rồi Ngọc? 30.000 rồi đó. Của cô này nhiêu? Cô này là nhiêu? Mỗi ký là 10.000. Còn 10.000. Còn cô này, con căng cho cô này chưa? Để chú trả tiền cho mấy cô cho. Ký nữa. Còn này bán luôn 10.000 cho chú đó luôn đi. Vậy căn này cho chú luôn đi, chú ủng hộ luôn cho. 10.000 đó. Rồi cái xô này còn gì không? Còn bọc không? Chàng ơi. Là bữa nay được. Bữa nay là con bán được nhiêu rồi? Nhiêu đâu, đâu lấy tiền chú coi coi, sáng giờ bán được nhiêu? Ồ bán cũng đắt quá ta. Rồi. Còn cái đó bỏ đi. Ừ cái này héo héo rồi. Héo rồi. Rồi cũng bao nhiêu? Rồi rồi con tính tổng cộng tiền ra bao nhiêu rồi? 4 triệu. Này 10.000. Này 10.000 nửa ký, 10.000 nửa ký. Là 30 rồi. Ốc nhiêu? 1 ký 10.000 mà 700 gram là 8.000 bạc à. Thôi 10.000 nữa đi. Rồi 40 đi. 40.000. Ơi để chú trả cho mấy cô luôn cho. Nè chú gửi nè. Đó là 10.000. Thôi khỏi đi con. Ừ. Về chuẩn bị về chưa? Hết là về luôn ha. Hết rồi. À cô. Cô cho con hỏi thăm cô ở trong xóm á. Rồi cô cho con hỏi thăm hoàn cảnh của cháu nữa, là cô có gành không? Thì biết đó, không đi học gì đó thôi. Cô thứ mấy? Cô Út nha. À cô Út cho con hỏi thăm nè. Cô Út cho con hỏi thăm hoàn cảnh của cháu như thế nào cô?
Thì không có mẹ thấy nó tội nghiệp, nó bận gì cũng mua tiếp nó. Không có mẹ ha. Không có mẹ. Dạ. Mẹ đi rẻ mẹ sao, lâu lâu mới về. Còn cha cháu con nghe nói là lâu lâu có về hả cô? Năm về hai ba lần hả? Năm về hai ba lần. Không phải lâu về được lâu. Dạ. Bữa sau trước sau đi rồi. Dạ. Dạ. Bữa gì nhỉ? À, sau khi mà Ngôn mua rau đòn nhắn lòng này với ốc bươu vàng á, ủng hộ cô bé bán rau nè. À, tuy nhiên sau khi mà đăng video lên thì có rất là nhiều quý vị khán giả luôn nói Ngôn á là đừng có dùng đọt nhắn lòng chung với ốc bươu vàng, mình là nam á không nên, nhưng mà cô nói là chồng cô với người nhà cô cũng dùng bình thường, thiệt không cô? Thiệt là lâu chưa ăn, lâu chưa ăn, mới ăn hôm qua nè, lâu gì mới hôm qua nữa hả? Ừ. Cái này là đâu có sao đâu quý vị khán giả. Rồi Ngọc, à, con cho chú hỏi thăm nè, rồi con bán đọt nhắn lòng với ốc bươu vàng có ai mà hỏi con vụ này chưa? Chưa hả? Vậy là ở đây không có quý vị khán giả, ở đây là bà con dùng bình thường à. Dạ rồi, à, thôi bây giờ thì Ngôn xin mời quý khán giả cùng đi về nhà của cháu á, để tìm hiểu về hoàn cảnh của cháu nha. Dạ. Thưa quý khán giả, thì bữa trước cũng có ghé nhà của cháu Ngọc của quý khán giả, nhưng mà do nhạc lớn quá cho nên là không có quay được á. Ngày hôm nay Ngôn sẽ quay kỹ hơn cho quý khán giả mình xem nha. Xin chào cô nha. Thì mới lại nè, hồi nãy thấy cháu nó bán ngoài đó, con biết chỗ rồi, con chạy hay con kiếm. Rồi có mấy cô nó mua với con mua ủng hộ hết luôn, rồi con đi cháu về luôn. Nay khỏe không? Hôm nay sức khỏe sao rồi? Khỏe rồi, đỡ đã rồi, nhiều rồi chú ơi. Đỡ rồi ha. Cô đang làm gì vậy? Dẹp dọn cho nó nè, nó đi bán về cực quá rồi, dẹp tiếp nó. Thằng ơi, thưa quý vị, đây là ngôi nhà của hai bà cháu nè quý vị. Ừ. Nói chung là khá là cũ luôn. Dạ. Thì bữa nay á, mấy anh em con xuống thăm gia đình mình nè. Thì cũng có phần duyên là của một quý mình thường quân á, nhờ mấy anh em con xuống trao. Thôi thì bà cháu mình tất cả đây bắt cái này lên ngồi trò chuyện chút xíu nha. Dạ dạ. Dạ con xin chào chú ạ. Chào chú Ngôn. Dạ chú cho con hỏi thăm nè, con được biết á, chú là giống như là người dân địa phương á. Dạ. Thì vừa rồi á chú, con có lúc mà con gặp cháu ở ngoài lộ á. Dạ. Có bán là đọt nhãn lòng cũng như là ốc bươu vàng, thì con có ghé mua ủng hộ. Tuy nhiên sau khi mà con về nhà á chú, cái con đăng cái đoạn video lên á. Dạ. Thì được cái sự giống như là bà con cũng như là quý vị khán giả gần xa có góp ý á. Dạ. Là nói với con á, là đọt nhãn lòng với ốc bươu vàng là dùng chung không được, người nam dùng không được. Con không biết rằng cái điều này chú là dân địa phương có gành không chú? Xin thưa chú Ngôn gì? Dạ. Ốc bươu vàng ăn với đọt nhãn lòng mà tôi ăn hoài dữ lắm đâu rồi. Dạ. Mấy hai năm nay không sao chứ, bình thường. Là bình thường hết á? Bình thường. Sao con thấy bà con nói giống như là nam dùng không được, nhưng mà con không biết là gặp cái sự cố cũng như là cái vấn đề gì ta? Anh gửi tôi trên này ăn cũng mấy chục năm rồi. Nếu như mà ốc bươu vàng nấu canh ăn lòng ăn. Là theo như người xưa cũng như là ông bà người ta nói là ốc bươu vàng ăn với đồ nhân lòng là nó gặp cái trục trặc gì chú? Có người ta nói vậy thôi chứ ăn hoài không sao chứ. Là người nam là nó trục trặc gì ha? Nói vậy thôi chứ không có. Là chú có nhìn thấy luôn không? Thấy luôn, tôi chứ ăn hồi luôn. Hồi nãy con gặp cái cô kia ngoài đường cũng mua tiếp cháu đó. Con hỏi cổ cũng nói là chồng cổ với con cổ ăn bình thường. Tôi ăn bình thường, hỏi bà cũng bình thường. Dạ. Con nam mới ăn bình thường. Như vậy là chú có thấy trực tiếp là người ta đang ngồi ăn rồi chú nhìn trực tiếp luôn chưa? Rồi rồi, đúng rồi. Ăn đặt nhận lòng rồi nấu với ốc bươu vàng nấu canh. Dạ. Ta nêm nếm ngon lắm, thấy ăn bình thường thôi, không có gì. Nấu canh đọt nhận lòng chung với ốc bươu vàng luôn. Chung luôn, mà bỏ cái mặt nó ra. Bỏ cái răng á, lấy răng bỏ ra. Lấy răng bỏ ra. Với trứng. Rồi nấu canh trộn chung luôn chứ trộn không chung. Phải là hai món riêng biệt nữa. Không, trộn chung ăn luôn. Sao con còn nghi ngờ quá ta? Có, nếu không có sao bà con người ta nói ta? Tao đồng với làm gì có chung không ơi. Tao đồng vui vậy ha. Đồng vui, đừng có sợ. Nhưng mà khi mà chú dùng canh đọt nhãn lòng nấu chung với ốc bươu vàng như vậy á, nó ngon hơn những món thường không chú? Theo mình ăn thôi, mình nên nếm. Dạ. Ngon nếm ngon lắm. Nhưng mà theo như chú là cái món đó ngon không? Ngon, ăn tôi ăn hoài vậy, đây nhân lòng với ốc bươu vàng này nhiều lắm. Ăn hoài. Thì con còn nghi nghi ta. Có, sao con còn nghi nghi nè.
người ta nói giống như là nhiều lắm chứ không phải là một hai người. Mới đầu con đâu có chú ý đâu, sao cái con thấy bình luận quá chừng luôn, bình luận nói là Ngô Mươi đừng ăn, à, ăn vô là không được Ngô Mươi. Cái con cũng làm rồi, con làm là bữa đó là ốc bu vàng con về con khô sơ ớt, à, cái đó được. Cái đột nhân lòng con luộc con chấm với chao, cái hai cái con cũng làm bữa cơm rồi, xong rồi con cũng hồi hộp. Anh gửi từ kinh thành họ ông Phương Nam á, anh gửi chú ha. Năm Thu á, ổng ăn bình thường, tôi ổng ngồi ăn chung à. Là lâu không chú, là ăn nhiều lần không hay là ăn chừng hai ba chục lần rồi. Ồ, vậy là dùng nhiều lần rồi. Nói gì đâu, bình thường. Vậy là địa phương mình là dùng bình thường. Không biết ai ăn chơi tu chứ anh dễ được ăn hoài. Ăn rất ngon. Dạ, yeah. Vậy là bình thường nghe chú ha. Bình thường. Dạ, yeah. Thưa quý vị dạ. Thì nói chung á, hồi nãy á, là Ngôn khi mà gặp cháu đang bán á, đang bán rau là đột nhãn lòng với ốc bu vàng á, thì có thấy mấy cái cô quý cô mà ngồi mua thì cũng có hỏi thử rồi, mấy cô đó nói là mua ăn bình thường, nhưng mà Ngôn còn chưa tin, cho nên là Ngôn mới tìm người chú này nè để hỏi thử. Thì chú cũng nói là ở đây là dùng bình thường rồi quý vị nhá, cho nên là quý vị khán giả ơi, cái đó là coi chừng là ông bà nói chơi trò chuyện cũng như là nói coi chừng là nó ngon quá rồi chọc cho vui vậy thôi, chứ thật sự là người Nam ăn bình thường nha quý vị khán giả. Dạ, yeah. Con tin chú nha. Ta đồng á, người ta không dám ăn, mình ăn nhiều chứ có gì đâu hả? Dạ. Ta không ăn, mình ăn nhiều. Chắc con nghĩ là do ngon quá rồi, ông bà nói chơi vậy ha, chọc chơi vui ha. Nêm nếm được, ngon lắm. Chứ lúc trước con cũng nghe nói là sò voi mình đó chú, ăn với rau găm mà chấm muối tiêu đâu được. Con cũng ăn, con ngon quá thì ngon. Cũng ăn đâu có gì. Hay là tại mình không biết không sao ta? À biết, sao biết cho chú Ngôn, biết thiệt. Dạ. Ăn cái đó bình thường. Tự nhiên theo chú là bình thường nha. Dạ rồi, thưa quý khán giả, thì theo như bà con dân địa phương ở đây, thì hàng ngày cũng như là lâu lâu, nếu mà có mua được đột nhãn lòng, thì dùng chung với ốc bu vàng là một câu chuyện bình thường. Người dân địa phương ở đây ăn bình thường nha quý khán giả. Dạ rồi. Dạ, con cũng xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của chú đã gửi đến mấy anh em con cũng như là quý vị khán giả trong ngày hôm nay nha. Rồi, cảm ơn chú Ngôn. Dạ, chúc chú có thật là nhiều sức khỏe nha chú nha. Rồi, đòi chân làm với bóng vàng nữa. Dạ. Dạ rồi. Xin gửi lời chào cô nha. Chào chú Ngôn. Dạ, cô cho con hỏi thăm nè, sau cái ngày mà con với Nhàn á có ghé thăm gia đình mình á, thì cuộc sống mình như thế nào rồi cô? Hồi bữa chú Vàng vô thăm tới giờ vừa cho thuốc uống với cũng cho ít tiền, cũng bà cháu cũng sống cũng đỡ đỡ được một chút đỉnh. Dạ, cũng đỡ ha. Cũng đỡ, đỡ cực cho bé một chút. Dạ, cô cho con hỏi thăm nè, khi mà con bước vô nhà thì bữa nay con để ý nè, con thấy sao mà nó sáng trưng hết trơn vậy ta? Rồi mưa rồi sao? Mưa thì còn có chút xíu chỗ cái võng đó là nó khô, và còn nhiêu là ướt hết trơn luôn, tạt hết trơn luôn. Có chút xíu chỗ cái võng là khô à? Còn xung quanh là tạt hết trơn luôn. Có đêm ngày qua nó quá trời dông tính sập rồi đó, nên đặng ngủ ở đó đặng chạy ra ngoài cho kịp. Hôm qua đúng rồi, hôm qua ở dưới con cũng mưa lớn lắm. Là nó nghiêng nhà luôn hả sao cô? Nghiêng nó quá trời gió luôn. Chàng ơi, Ngọc cho chú hỏi thăm nè, rồi cái chỗ đó hình như con ngủ ở đó hay gì Ngọc? Dạ. Rồi chú thấy nó trống lỏng hết trơn, rồi cây nó leo như vậy, rồi mưa tạt không có người không? Dạ tạt. Rồi sao con ngủ được? Con nếu ngủ mưa lớn quá ngủ không được thì ngồi dị thôi. Chứ ngồi dị? Dạ. Nhưng mà mưa có khi là mưa cả đêm rồi đang giấc ngủ con rồi sao? Con cũng nếu mưa nhỏ thì còn nằm ngủ được, chứ mưa lớn thì không. Chàng ơi chàng, khổ quá trời chú ơi, chứ biết sao giờ, cãi đi giờ biết sao mà cho nó kín đáo, giờ không có điều kiện gì để làm nhà cửa hết trơn. Thật sự mà nói bữa nay con mới để ý nè, là đi vô nhà cô con không thấy cái cửa. Không có cửa, mười mấy năm nay ở vậy á. Chàng ơi, ai muốn vô vô, ai muốn ra ra. Chàng ơi, rồi không có cửa rồi sao ngủ yên tâm giấc ngủ cô? Ngay thì bây giờ thì đắp lên mới lo cho bé bị nó ngạn lớn nè. Đúng còn rồi. Đó thì nó nhỏ thì mình không chưa có lo tới, rồi bây giờ mới lo thấy tội nghiệp, sợ có sơ sót đời mình luôn á, thấy tội nghiệp. Cô cho con hỏi thăm này, rồi tối cháu nó ngủ trên giường đó ngay chỗ đó, rồi cô ngủ đâu? Hai bà cháu ngủ đó. À, cô nằm ở ngoài ha. Nằm ngoài, nó nằm trong. Chàng ơi chàng, nhưng mà như vậy là mưa là cô cũng ngồi vậy luôn rồi. Ngồi luôn với nó. Rồi cô cho con hỏi thăm nè, có khi nào mà mình thức tới sáng luôn không? Có mưa tới sáng luôn.
Là trời nắng thì ngủ im ấm lắm, mà trời mưa là không có ngủ được, thức nhiều. Vì gì nó giọt quá là đâu ngủ được. Ở chỗ này nè, hứng nước còn thùng thùng nhắc hết trơn. À con thấy cái xô đỏ sau lưng đó ha. Hứng nước 2-3 thao rồi thùng lưng hết. Ngọc cho chú hỏi thăm nè, có bữa nào mà trời mưa lớn quá đó mà con mê ngủ á, rồi con nằm ướt luôn không? Dạ có. Ướt con luôn hả? Dạ. Rồi mà anh ướt như vậy rồi rồi sao? Khó thì... phơi khô lắm á. Tại chắc khi đợi chừng nào trời nắng thì con phơi thôi, chứ không phơi nó cũng tự khô. Thú Yên dạ, ngôi nhà của cháu với bà ở Yên dạ thì được quý mạnh thường quân, bà con trong xóm á, thương tình á, cũng như là gom góp lại, đóng góp vô mỗi người một ít á, thì dựng nên ngôi nhà. Tuy nhiên cái thời gian cũng trôi qua rất là lâu rồi quý anh nhá. Thì ngôi nhà hiện nay thì bằng cây mà đã xuống cấp do mưa nắng quý anh nhá, thì đã xuống cấp rồi. Bây giờ thì không có còn chỗ nào mà kính mưa kính nắng cũng như là kính gió được hết trơn quý anh nhá. Khi mà Ngôn bước vào thì coi như là sáng trưng hết trơn quý anh nhá. Cái kiểu này chắc con nghĩ gió nó lùa vô dữ lắm hả cô? Gió lùa vô lắm, mà gió nó là cái miếng nó che ngang nó tóc lên hết trơn. Dạ. Gió là tóc dãy rồi lên hết trơn ha. Tóc dãy trơn. Đây là nhân cũng nhờ cái nhà bên đây rồi trước với bên đây rồi nó cũng khuất được thần nữa. Cũng đỡ gió một chút phải, không có mấy nhà là nó sạch rồi. Nhưng mà mù sương cũng vô à? Mù sương vô, gió vô lạnh lắm. Trời ơi trời. Con gái chào chú hỏi thăm nè. Con á là cô bé mà bán rau như vậy đó, rồi con kể với chú á là con đi vô rừng để mà con bẻ rau cũng như là bắt ốc đó. Dạ. Rồi con đi như vậy con không sợ sao? Dạ sợ chứ, nhưng mà con cũng phải đi thôi. Sao vậy? Tại vì đi mình đi bắt ốc hay là mình hái rau, mình đi kiếm tiền mà. Vì kiếm tiền con gắng nha. Dạ. Nhưng mà sao con cần thiết phải kiếm tiền dữ hả? Tại vì kiếm tiền để xây sở trong nhà với mua đồ ăn, mua gạo, cho mua thuốc cho bà nội thôi. À, kiếm tiền để xây sở lo cho bà nội ha. Dạ. Con cho chú hỏi thăm nè, ngay từ nhỏ như vậy đó là mẹ con đã bỏ con á, giống như là không một lời mà nói với cha con hoặc là nói với bà nội con đó. Dạ. Rồi như vậy rồi trong lòng con có trách hờn gì mẹ con không? Dạ không. Sao vậy? Mẹ con bỏ con mà không trách? Tại vì tuy mẹ bỏ con nhưng mẹ cũng là người sinh ra con. Nên con không có trách mẹ. Nhưng mà tới bây giờ luôn nè, là suốt mười mấy năm trời luôn nè. Dạ. Rồi ngay bây giờ con còn thương mẹ con không? Dạ, còn. Con hả? Dạ. Không hề trách hờn, giận hờn gì luôn. Dạ. Thí dụ như mà con gặp mẹ con đi trên đường á, rồi con có nhận ra mẹ con không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì con chỉ thấy hồi nhỏ chỉ thấy hình mẹ thôi, chứ lớn lên con đâu có biết mẹ con giờ ra sao đâu. Ừ. Có nghĩa là hình của mẹ con là cách đây bao nhiêu năm? Dạ lâu lắm rồi. Con không biết luôn ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn hình mẹ không? Dạ con thì không, nhưng chắc cái bà chính ở chắc cũng còn. Bà chính là ai nữa? Là cái bà mà ở gần nhà con á. Ừ. Hồi nhỏ bà chính có cho con coi. Nhưng mà sao cái cô đó lại có hình của mẹ con? Tại vì hồi đó là ở dưới cái bà chính đó ở gần nhà bà ngoại con, ở cũng ở gần nhà mẹ con, cứ như cũng hàng xóm đó. Cái giờ bà chính nó lên đây ở cũng có hình mẹ con gì. À. Con cũng không biết nữa. Ừ. Rồi cha con thì con nói là đi làm xa. Dạ. Nhưng mà chú nghe nội con nói là cha con hình như có vợ mới mà đúng không? Dạ. Vậy là cha con có cuộc sống mới rồi. Dạ. Rồi cha con có em mới chưa? Dạ có con riêng của mẹ chứ không có con chung. À. Có nghĩa là mẹ sau này của con. Dạ. Là có một người con sẵn. Dạ. Rồi cha con hai người thương nhau rồi ở chung. Dạ. Như vậy ha. Vậy là cha con có gia đình mới rồi. Dạ. Cho nên là mới bởi vì mới lâu lâu mới về thăm con. Dạ. Ừ. Con cho chú hỏi thăm nè. Thí dụ như ngày hôm nay nè, mẹ con xem được cái đoạn video này nè. Dạ.
con có lời gì muốn gửi tới mẹ con không? Con nói là con muốn gửi là mẹ về đây thăm con được không? Dạ. Mẹ ơi, về đây thăm con được không hả? Dạ. Rồi con có câu hỏi gì dành cho mẹ con không? Dạ không, con muốn mẹ về đây rồi con sẽ hỏi. Con tính hỏi gì? Con hỏi là tại sao mẹ sinh con ra rồi lại bỏ con, làm cho con không có tình thương của mẹ vậy thôi. Đó là câu hỏi của con ấp ủ từ lâu đó hả con? Dạ. Là con hỏi sao chú nghe không kỹ, con nói lại cho chú nghe coi. Là con hỏi là tại sao mẹ sinh con ra rồi lại bỏ con, làm cho con thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ thế. Chàng ơi chàng. Chú nghĩ rằng nếu mà mẹ con nghe được câu hỏi đó chắc cũng giống như chú, rất là giống như là không có thể nào mà trả lời được đâu. Chú nghĩ rằng là vậy. Khi mà con ngay từ thở bé đó, con lớn lên như vậy nè, mà con không có mẹ bên cạnh á, cái điều khó khăn nhất của con là gì? Là không được gặp mẹ. Còn cha con thì lâu lâu con sẽ được gặp, còn mẹ là con không biết mẹ con ra sao. Con cũng không biết mẹ con vợ như thế nào nữa. Cái điều đó là điều khó khăn của con ha. Ngoài ra trong cái cuộc sống thường ngày giống như là dọn dẹp, giặt giũ, học hành rồi đó, có khó khăn gì với con không? Dạ không, mấy cái đó thì có lúc con sẽ chia sẻ những cái việc nhà đó với bà nội, chứ bà nội cũng có khi là bà nội cũng sẽ làm giúp con chứ không có gì. Như vậy là bà nội là người hướng dẫn cho con làm những cái công việc đó. Dạ. Vượt qua được những cái khó khăn đó. Dạ. Còn thí dụ như con học bài mà bài khó quá, rồi làm sao nội biết để nội chỉ con? Con cũng phải gán thôi, chứ con cũng không có anh em hay là ai hết trơn. Bà nội con thì cũng không có biết chữ nên không có chỉ con được. Rồi làm sao con giải được những bài toán khó đó? Con học ở trên lớp con sẽ chú ý hơn để giải, không thôi con vô lớp con nhờ cô chỉ con, chứ ở nhà thì con cũng phải cố thôi. Nhưng mà cho chú hỏi thăm này, rồi con học năm nay là lớp mấy rồi? Con lớp 6 rồi, con chuẩn bị lên lớp 7. Lớp 6 chuẩn bị lên lớp 7 rồi ha. Dạ. Nhưng mà có giấy khen không? Dạ không. Không có giấy khen hả con? Dạ. Lên lớp ha. Con cho chú hỏi thăm nè. Nếu như mà ngày hôm nay á, mẹ con với cha con đang xem, giống như là quý vị khán giả nè đang xem á, rồi con có nhắn gửi hỏi thăm này nọ kia với cha và mẹ con không? Dạ có. Có điều chúc gì dành cho cha và mẹ không? Dạ chúc thì con không, nhưng mà con muốn hỏi thăm cha và mẹ. Hỏi thăm sao đâu con nói đi, con có thể là cha mẹ đang xem. Cha mẹ có khỏe không? Rồi con sẽ nói với cha là cha về đây thăm con được không? Và mẹ cũng vậy. Chàng ơi chàng. Cái này hai chú cháu mình tâm sự thôi nha. Dạ. Có khi nào mà con ngồi trong, giống như là trong nhà đó, hoặc là con đi trên đường rồi này nọ kia đó, con gặp mấy bạn bằng tuổi con nè, học chung với con nè, được mẹ đưa đón nè, cha đưa đón nè, rồi cái lúc con gặp cái cảnh đó rồi con làm sao? Con cũng đâu có biết làm sao, con chỉ thấy buồn. Rồi lúc buồn đó rồi con làm sao? Con thường con gặp con buồn rồi con làm sao? Con đi về nhà con tâm sự lại với bà nội thôi, chứ không có ai để gần bên con hết. Có bao giờ con ngồi buồn mà con rơi nước mắt luôn không? Dạ có. Con nghĩ về điều gì mà con lại rơi nước mắt? Con nhìn thấy mấy bạn có cha mẹ đưa đi học, còn con thì không. Chàng ơi. Có nghĩa là con muốn được như mấy bạn ha. Cũng là có cha có mẹ ha. Dạ. Khi mà con ở cùng bà nội á, là có cái cuộc sống khó khăn như vậy nè, phải đi bẻ rau bắt ốc mỗi ngày để bán kiếm tiền mua gạo nè, có bữa không, rồi có bữa không có gạo ăn phải nhịn đói đó. Rồi con có buồn không? Dạ con thì con không có buồn, nhưng mà
con thấy là giờ mấy bạn bằng tuổi con giờ là tuổi ăn tuổi chơi, còn con thì phải đi làm vậy thôi. Ừ. Con không buồn. Dạ. Vì sao không buồn? Tại vì mình làm mình nuôi bà nội mà, tại sao mình phải buồn? À, có nghĩa là giống như là con còn bà nội là con vui rồi ha. Dạ. Có được ở cùng bà nội là vui rồi. Dạ. Ừ. Bà nội mỗi ngày một lớn tuổi đó. Rồi thí dụ như ngày nào đó rồi cô giống như là cha con hoặc là cô của con á rước bà nội đi á, rồi nuôi bà nội như vậy đó, rồi còn mình lên con trong căn nhà con sợ không? Dạ sợ. Con sợ điều gì? Con sợ là con thấy con sợ thì cũng có sợ, nhưng mà con buồn thì cũng có. Ừ. Sợ gì? Sợ mình ở nhà mình một mình thì con cũng sợ ma thôi. Con rồi buồn gì? Con buồn là hồi lúc bà nội còn khỏe mình được sống chung với bà nội, còn bây giờ bà nội già rồi mình tại sao mình không được ở chung với bà nội? Nội lớn tuổi rồi cô chú phải rước đi về đặng chăm lo chứ, không lẽ nội lo cho con hoài được sao? Cô chú cũng rước con đi luôn đi để con cũng nuôi bà nội. nhưng mà cô chú rước là tại vì mẹ của người ta thì người ta rước, còn con tự lo chứ đâu, con cũng là cháu bà nội mà. Nhưng mà con lo cho bà nội khi bà nội lớn tuổi được không? Cái đó thì không. Thường thường bây giờ con lo cho bà nội những gì đâu, kể chú nghe coi. Như là giúp bà nội làm việc nhà hay là đi bắt ốc hái rau kiếm tiền vậy thôi. À, giúp bà nội làm việc nhà, đi bắt ốc hái rau kiếm tiền cho bà nội. Ví dụ như bà nội ốm rồi con có biết giống như là sức giàu hay là làm này làm kia cho nội đỡ hơn không, khỏe lại không? Dạ có. Giống như ngoại nội đau chân nè, rồi con biết xoa bóp không? Dạ biết. Rồi có làm cho nội không? Dạ có. À, như vậy có gì cô chú rước nội đi, con xin để cho con theo đặng con giúp cho bà nội. Dạ. Ừ. Nhưng mà con nhắm cô chú cho không? Dạ con nghĩ là cho. Cho. Sao con tự tin quá vậy? Tại vì con chắc cô chú thấy con còn nhỏ, chắc bỏ con nhà ở nhà một mình thì cũng không được, nên chắc chắn là sẽ rước con theo. Ừ, vậy đó ha. Dạ. Ừ, thương quá. À, Ngôn không biết rằng chị đang giống như là có một cái hoàn cảnh như thế nào, có một cái câu chuyện như thế nào, nhưng mà suy cho cùng á, một người mẹ mà lại đành lòng bỏ rơi người con của mình như vậy nè, trong khi cháu chưa một lần được giống như là nhận biết được là hình bóng của mẹ mình, mà người mẹ lại giống như là không hề thương mà đành lòng bỏ rơi á, thật sự mà nói Ngôn cũng không biết rằng chị đang suy nghĩ về cái điều gì. Ừ. Nếu như mà trong ngày hôm nay á, chị có tình cờ xem được cái video á, thì mấy anh em của Ngôn cũng hy vọng rằng á, chị chiết ra một xíu thời gian, dành ra một chút thời gian để quay trở về thăm cháu một lần, cũng như là cho cháu được gặp mặt mẹ mình và được trò chuyện cùng với mẹ mình dù chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi nào đó thôi. Còn về cái khoản kinh phí xe cộ đồ á, nếu như chị không có cái kinh phí á, thì có thể liên hệ trực tiếp với Ngôn cũng như là mấy anh em của Ngôn. Thì mấy anh em của Ngôn sẽ sẵn sàng hỗ trợ cái kinh phí đó cho chị để chị được quay trở về thăm cháu, để có thể là thực hiện cái ước mơ cho cháu. Hy vọng rằng chị có thể hữu duyên để mà xem được video này. Cô cho con hỏi thăm nè cô. Ngày xưa cái câu chuyện như thế nào mà tự nhiên mẹ cháu bỏ cháu gì cô? Thì hồi lúc đầu thì cũng cưới về trên này ở này, hồi lúc cưới về giao ghế. Rồi sau cái nó về trên này nó sống cũng được mấy tháng, có bầu nhỏ này nó mới lo gì dữ ở gì, trong chuyện gia đình lý do làm sao thì cô cũng không biết. Rồi trong khi nó đi thì nó đi vậy đó, rồi nó điện về rồi tóc kiếm lên luôn, chứ không biết là sự việc làm sao mình cũng không nắm rõ nữa. Rồi nó nói vậy giờ nhắm ở được thì ở, không ở được thì thôi, mà nay nó đi có chồng có vợ đi, thì con nó gì ai nuôi thì nuôi. Mình nay có chồng có vợ thì thôi, con ai nuôi. Rồi ra tờ rồi là nó, mẹ nó đi luôn tới giờ luôn, không có điện hỏi thăm, rồi con mình sao vậy, để cho nuôi cho ôm từ hồi đó tới giờ. Biết bao nhiêu khổ chú ơi.
chẳng lẽ trong cái khoảng thời gian mười mấy năm cô nuôi cháu á, mẹ cháu không gửi 500 ngàn hay là một bao gạo gì không, hoặc là một lon sữa cho con mình sao? Không có luôn, một tiếng hỏi thăm thôi. Bây giờ cô cần nó nói hỏi thăm con nó làm sao đi, cái đó mình cũng mừng. Nó không có cái những một mảnh giải nào mà không có miếng điện thoại, không miếng tiền, miếng sữa, miếng gì hết. Còn nếu chú không tin thì chú hỏi dài dài đây, người ta biết hết tất cả luôn. Là bà con chung quanh là người ta biết hết? Người ta biết hết trơn, không thấy mặt mày nó ra làm sao. Giờ làm sao tôi gặp nó chắc tôi cũng quên luôn á. Trời ơi, mấy năm rồi. Theo giờ nó có, nó coi video này, nó thấy mấy chú đăng lên thì nó về nó thăm con, tôi rất là mang ơn. Rất là mừng cho con nó biết mặt mẹ nó lần thôi cũng được. Mẹ cháu là tên gì cô? Tên Thư. Thư nha. Mẹ cháu là tên Thư. Còn con sợ là người mẹ coi video coi chừng không biết là con mình nữa. Không biết nó biết không, nó chắc con nó mà chắc cũng có nhớ quá à, 10 tháng rồi. 10 tháng nhưng mà tới mười mấy tuổi thay đổi nhiều lắm. Đổi nhiều bây giờ. Con sợ là mẹ không biết luôn á. Giờ yêu cầu cho nó dễ con sẵn chú vừa gửi lời đó, thôi con gửi lời với mẹ con luôn đi. Con nói lên đi mẹ nghe đó. Con nói là con cũng không biết nói cái gì nữa, nhưng mà con muốn kêu mẹ về đây với con. Vậy cho nó biết lần, cho biết mặt mẹ nó đi cũng được, nếu mình không có nói là không có biểu nó nuôi, cũng như cho nó biết lần, cho biết đúng mẹ rồi. Nó làm sao vậy thôi cũng được. Chứ mình nói chung là chỉ cần thực hiện cái ước mơ cho cháu thôi, để sau này thí dụ như cháu có đi ngoài đường cháu gặp mẹ cháu cũng biết là đó là mẹ mình. Tội nghiệp cháu, thương cháu. Rồi thí dụ như con đi rồi con mệt con khát nước rồi sao? Thì mấy ngày mà nếu mà mấy ngày nào con đi lâu, con đi xa thì con sẽ đem nước theo. À, có nghĩa là con sẽ đem nước theo. Rồi thí dụ như bà nội ở nhà nè, cần công chuyện gấp rồi muốn kiếm con rồi kêu con về liền, rồi sao nội kiếm gặp con đây? Thì bà nội đi ra cái chỗ con đi, con nói với bà nội là con đi chỗ nào rồi bà nội đi ra là đứng ra kêu con rồi con đi vô. À, con nghe tiếng bà nội kêu ha. Nội kêu lớn lắm hả? Như vậy là bình thường là cô đi kiếm cháu là cô la lên gì đó hả? Kêu con chó này chạy ra nè. Dạ. Kiếm ở đó. Cái cô đi theo. Đi theo nó dẫn đường. Trời ơi. À, cô cho con hỏi thăm nè. Rồi hôm bữa là cô uống bột ngải đen đó, cũng như là ngải đen viên á. Rồi bây giờ là trong cơ thể mình sao rồi? Thấy nó khỏe, nó ăn được, ngủ được mà nó hết nhất luôn. Mà tê thì nó giảm nhiều. Cái cô kể lại cho con nghe coi, cái bữa đầu tiên trước khi mà dùng ngải đen á, thì cơ thể mình sao? Lúc đầu thì nó nhức, bữa nào nó ngọt nó ngủ nó cũng bớt hết. Rồi uống được một lần đó giấc chiều đó. Nhức nhiều không? Nhức dữ lắm, nhức đi không nổi mà. Trước khi chưa có ngải đen ha? Là ngồi xuống vậy là mắt đứng kéo lên. Rồi từ uống được đâu, ba lần uống là có 9 viên à. Mà vậy sao cái lần thứ tư cái lạnh như đó cho mình sao bữa nay, ủa sao ngộ vậy không còn nhức gì trơn. Cô không hay biết luôn. Không hay luôn, cái bông ngọc không có kêu nó bớt, nó nói ủa sao bà nội hai bữa nay bà nội không kêu con bớt. Cái nói ủa tao có bệnh đau gì đâu bớt. Là bình thường nó không còn nhức nhói, đi đứng bây giờ đi đứng bình thường, bây giờ ai mướn cái gì cũng bằng thoải mái ra mà ngặt con mắt nó còn mờ nó không thấy đường. Dạ, có nghĩa là mới té ngoài qua ngoài đó đó. Có nghĩa là à, về cái vấn đề mà cái triệu chứng mà đau nhất thì là nó hết, cô không hay luôn. Không hay. Nhưng mà còn cái vấn đề là mắt mờ là nó không có tiến triển vô mắt mờ ha. Chắc bị đường lên nó bị mờ. Chứ còn thấy dụng nhất là giờ không có nhất nữa. Nhưng mà mấy ngày đầu cô dùng á, cô có thấy điều gì giống như là lạ không? Nó cũng có nóng. Nóng ở trong mình, trong thịt, trong xương mình á. À, nóng giống như là cơ thể mình thấy cảm thấy nó nóng nực. Nóng nực nó uống nước cho lắm nghe, rồi bữa với hai cái nó hết luôn, hết nóng nực luôn rồi nó bình thường lại, giờ hết rồi nào cũng hơi. Cái bà chị đằng này nè, bà 60 viên. Bà uống bây giờ bà lội từ ở dưới đằng đẳng là cái cô nước. Gần đây. Là mượn cô 60 viên. 60 viên uống đó. À. Rồi cổ uống vô rồi sao? Bà uống bà hết cái loại tới lần này bốn tóc luôn. Là bữa đầu là cô đó bị gặp cái triệu chứng gì? Bà bị xương khớp và bị tiểu đường, bị đông thứ chân mà uống thuốc bệnh viện không hết. Rồi đi đứng không được ha. Không được luôn, ngồi xuống võng là hai người phải kéo hai bên. Là cô đó là trước khi uống cái giống như là trước khi lại mượn ngải đen của cô uống là người hai người kè gì mới được đó hả? Là hai người kè đi mới được đó. Mà dạ. Uống được có 60 viên đó là tự nhiên mà thấy nó hết luôn. Cũng mừng ha, có nghĩa là phước chủ may thay. Cô đó thấy cô hết cái
cái lại thấy gì hay quá cái mượn 60 viên, mượn 60 viên uống thử, uống thử có vài bữa cái hết luôn, hết luôn về trong bả mua mà trả lại. Mà chưa khi uống thì kè có hai người kè chàng ơi kè bả thiệt, mà chính cô cho cô kè bả luôn rồi cô mới biết đó. Dạ ừ, như vậy cũng mừng nha, mừng cho bả. Bây giờ cái nghĩa đen cô còn không? Còn uống chắc cũng được, cũng mười mấy ngày nữa hết. À chắc cả mười mấy ngày nữa ha. Dạ chú Yên. Dạ thì ở bột ngải đen cũng như là kết hợp cùng với bột ngải chống độc một số loại thảo dược nữa tạo nên là bột ngải đen dạng viên và dạng bột. Thì dạng viên thì quý vị khán giả mình sẽ dễ dùng hơn vì được viên hình con nhộng á, mình dễ dùng hơn. Còn dạng bột thì sẽ có vị đắng và hơi khó uống. À, tuy nhiên dạng bột thì sẽ thẩm thấu nhanh hơn giống như là đi vào cơ thể nhanh hơn Nguyên nhá. À, còn dạng viên thì nó đi hơi chậm, nhưng cả hai loại nguyên liệu cả hai dạng đều mang lại cái hiệu quả chung y như nhau. Dạ thì về bột ngải đen kết hợp cùng bột ngải chống độc á thì sẽ hỗ trợ các cái triệu chứng như là thoát vị địa điểm, thoái hóa cột sống, tê bì tay chân, rồi tay chân mà dạng như là đau nhức mà dở không lên đó quý nhà, đi đứng khó khăn á, thì sẽ hỗ trợ về các triệu chứng đó. Ngoài ra còn hỗ trợ cho quý vị khán giả về các triệu chứng như là đau bao tử, chậm ngực dạ dày ở bột ngải đen cũng hỗ trợ luôn. Dạ có một điều đặc biệt nhất ở bột ngải đen á là khi trong cơ thể quý vị khán giả mình á có những cái khối u mà giống như là lành tính á, và quý vị khán giả mình chưa phát hiện ra, thì khi mà dùng bột ngải đen này nè thì nó sẽ làm cho cái khối u đó là chai lại, nhỏ lại và không có phát triển nữa, khối u nó sẽ đứng lại. Nói chung là hỗ trợ rất là nhiều luôn, rất tốt cho cơ thể. Dạ thì nếu mà quý khán giả mình có cần sử dụng cũng như là cần dùng bột ngải đen á thì cứ để lại số liên hệ cho Ngôn nha, comment để lại số liên hệ cho Ngôn, hoặc là gọi trực tiếp vào số liên hệ Ngôn cho chạy trên màn hình, thì Ngôn sẽ có người hỗ trợ trực tiếp cho quý khán giả. Dạ rồi. Ừ. Thưa cô, thì ngày hôm nay á mấy anh em con xuống đây một lần nữa nè để ghé thăm cháu cũng như là cô nè. Thì ở đây có một phần duyên ha, phần duyên của anh Lợi ở Cần Thơ. Ừ, sau khi mà anh Lợi ở Cần Thơ á xem được cái đoạn video về hoàn cảnh của cô con gái nè, thì giống như là phát tâm nhờ con xuống gửi là 1.500.000. Bây giờ con xin trao lại nha. Đây Ngọc, con điểm giùm chú nha. 500, 1.000.000, 1.500.000. Cái này là của chú Lại ở Cần Thơ gửi cho con với nội. Con có lời gì muốn gửi tới quý mạnh thường quân không? Con cảm ơn chú Lại ở Cần Thơ đã giúp cho con với bà nội con có được một số tiền để trang trải trong cuộc sống. Con cảm ơn rất nhiều. Giỏi. Cô có lời gì muốn gửi tới anh Lợi ở Cần Thơ cũng như là quý mạnh thường quân trong khoảng thời gian qua đã hỗ trợ giúp đỡ cho bà cháu không? Chú Lợi dắt chung nhỏ tuổi rồi ha. Dạ nhỏ. Thôi giờ cô cũng cảm ơn chú Lợi nhiều, rất là nhiều. Bởi vì cỡ này cũng quá khổ mà có được đồng tiền thì cũng giúp cho cháu nó đỡ cực được chút xíu đi, rồi cũng rất là mang ơn chú Lợi. Dạ. Nhưng mà đặc biệt nhất là nếu mà có hết ngải đen á thì liên hệ trực tiếp với mấy anh em con nha. Con hay nhàn gì cũng được. Sẽ gửi cho cô dùng nha. Để cô tốn tiền nha. Để cho uống ra cho nó hết rồi. Coi như là cơ địa mình á, nó phù hợp với cái loại nào thì mình dùng cái loại đó, rồi nó sẽ mau có lại sức khỏe. Với cô, con tôi nói về nhà có cái mục nhân sơ mà bây giờ nó bự dữ lắm, bự rồi. Mà từ hồi uống thuốc tới giờ là hồi lúc đầu chưa uống thuốc là nằm ngửa là không có được. Hồi uống thuốc tới giờ mới có 1 tháng mấy ngày mà nằm ngửa nằm nghiêng gì tự nhiên, làm cũng như là mình tưởng tượng là nó nhỏ lại. Đúng rồi. Nó nhỏ lại ha, rồi làm như nó nhỏ lại rồi nó mới bò qua bò lại. Còn mỗi lần nó không có bò, nó một cục cứng ngắc như trái gì khô vậy đó. Cái cục nhân sơ ha. Nhân sơ đó bây giờ cũng như đi mổ. Là sau khi cô dùng ngải đen là cô bây giờ cô mới sực nhớ lại. Nhớ lại là làm như là có mất tiêu luôn rồi. Cách một tuần nay là làm như là nó vừa teo lại mà nó vừa ra cũng như nhớ cá đỏ của mình đó là ra cả tuần lại luôn vậy đó. Với nó thoải mái ha. Nó hết.
Nó bò đạp, nó bò qua bò lại, bữa hổm không có rồi, nó cứ ngắt một cục đội lên vậy nè. Khi bóng ngọc gờ nó gờ là đụng luôn đó. Trên cái nằm trên bụng mình là chỗ này nè. Hồi nãy cô nghe con nói cái con sực nhớ lại. Nhớ lại là nó tự nhiên nó giảm nha. Nó giảm, nó không có lớn nữa, nó teo lại. Dạ đúng rồi. Dạ. Thưa quý khán giả, một lần nữa cho Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Lợi trong ngày hôm nay đã hỗ trợ giúp đỡ cho cháu. Và Ngôn cũng xin phép thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị Mạnh Thường Quân cũng như là quý vị khán giả trong và ngoài nước trong khoảng thời gian qua đã ủng hộ cũng như là thương hoàn cảnh của hai bà cháu. Thì một lần nữa cho Ngôn xin phép thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Dạ, còn bây giờ thì Ngôn xin phép kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả cùng với quý Mạnh Thường Quân ở một video kế tiếp ạ. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ạ.